bèn bàn tướng cho lời kêu tiếng khấn hả? Tờ đơn dỡ tràng minh bạch, bàn tiền bàn thưởng cho pháp sư hả? Cho bán điện tái ra. Sớm thơm được tu thiết cho tố linh tố hảo hả? Để kêu cầu bách bái năm phương tứ hướng cho bách gia trăm họ được kêu thấu mà tống nổi tờ đơn cánh sớ. Trên thấu tới tiền đình, dưới trình há long cung, để tác phúc trợ duyên cho các thanh đồng đạo quan, cứu giúp bách gia trăm họ được hành thông mọi sự ha. Rồi ba khe lâu lành nước nghi trong phèo cảnh yên hà ông bơ càng chiều càng thích thú sau nước đèo năm thanh cùng cô nữ tu tặng ngàn công công tử đón chờ tiến đưa quan hoàng tư có khách vàng kim lai khách đánh số từ mặt ai quen hay là bạn đền máu đây ông bơ để bài thơ binh ma nét thì ngâm còn nhớ tới A Đào ông bơ hoàng người vốn tinh thông minh ông bơ đổ cho ghế ông được kháng linh cửa nhà do ghế ông hầu xong vấn vấn này thì phu quý hơn xưa lòng gần ông bơ đêm lại lòng xa ông bơ tiếp đi về còn đổ cho ghế ông được buôn bán trăm nghề đi tươi về tốt gặp người thank you.
về thăm bạn đêm đây ông ngựa đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.